Tuấn à? Dạ bác ạ. Anh gửi hàng gửi thùng lồng chim cho em nhận được chưa? Dạ rồi, em vừa mới nhận cách đây khoảng nửa tiếng. Nó lấy bao nhiêu tiền cước? Dạ cái đó là anh tính là 129.000. Ồ thế là rẻ đấy. Dạ dạ dạ. Đúng không? Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà anh nghĩ là cái giá cước mà nó một cái thùng nó nặng nó cồng kềnh mà đựng được 15 cái lồng mà anh gửi cho em như thế mà nếu mà gửi xe khách khả năng nó phải gấp đôi chỗ đấy. Dạ đúng rồi. Thế anh nghĩ mà thôi chậm lại tí gửi bưu điện Viettel dạ, nó uy tín mà nó dạ, lại rồi. Giá hợp lý. Dạ, cảm ơn. Thế là có tiêu thụ được thường xuyên cái món này không? Cái món này chỉ sử dụng được mà. Nhưng mà em lấy về em dùng hay em lấy về em bán? Đó, em lấy về em dùng chứ. À thế à? Ờ. À, trước đây em cũng mua cho anh hai con câu hồi trước á. À trước cũng mua cu ở bên anh à? Hồi trước em xài cái số mà 444-749 á, ở Đà Nẵng á. Hồi trước em xài em điện cho anh á. Rồi, ok. Anh tưởng là thỉnh thoảng mà có mua buôn thì anh còn gửi các thứ cho nó, tìm cái đường nối gửi cho nó thuận tiện. Dạ. Rồi anh hỏi thăm thế thôi, em lấy một lúc 15 cái lồng này anh gửi cho em nguyên cả thùng đấy nhá. Dạ rồi, cảm ơn. Ờ, thế mở ra thấy lồng có đúng chất lượng không, có đúng như anh quảng cáo không? Dạ đúng rồi anh, đầy đủ hồ kiện hết. Ừ, đầy đủ kiện mà nghe vẻ là chất lượng cũng được đúng không? Dạ dạ. Đấy ok, thế là anh em mình kết nối từ xa thế là được rồi. Em là ở đâu nhỉ? Ở Đông Hải Châu, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng à? Ở Hải Châu, Đà Nẵng. Ờ, rồi, ok. Dạ dạ. Thế nhá. Dạ, cảm ơn anh. Ờ. Đó, bạn này bạn đi lấy một lúc là 15 cái lồng thì trên cái kênh đó thì mình cũng không muốn gửi qua xe đường dài nó tốn phém. Mình gửi qua hệ thống Viettel mất có 129.000 gửi từ ngoài Bao Vì Hà Nội vào Đà Nẵng mà cái thùng đó mình nghĩ chắc nó khoảng 15 cân. Cái thể tích đây. Mình mô phỏng luôn cái lồng cái bộ đó là như này. Thực ra mình thỉnh thoảng mình cứ lấy cả thùng mà. Đây này. Các bác nhìn thấy cả thùng này. Công cái thùng này của nó là 15 cái. Mình không biết là nó là bao nhiêu cái kg nữa nhưng mà thùng cả một cái thùng lồng này luôn ấy. Cái lồng của nó khi mà ráp lên nó như cái lồng này luôn. Nó như cái lồng đó, đây như cái lồng này. Đựng chim. Đó, ráp lên như này. Có một cái khay hướng phân, có một cái cầu bọ. Có hai cái cống, một cái cống uống nước, một cái cống ăn lúa. Thì cái kênh chim gáy của mình thì toàn dùng cái lồng này thôi. Đấy, lồng như này. Lồng này nó có cái móc treo ở trên này các bạn này. Ngoài ra thì nó có thể mình có thể đây. Dáng dấp của nó nên khi có một cái mái chùa này. Đấy, mà về mình ghép rất là dễ luôn. Cửa này của nó là cửa. Cửa này của nó đấy, cửa nó kéo lên kéo xuống được. Không nó không bị quên cửa lồng. Cho ăn thì cũng kéo lên kéo xuống được. Đấy, bên này vậy. Đấy, cửa lồng trái tim, cầu bọng đầy đủ. Đó. Mình có thể cài lên ngang tường như này. Đây. Cài lên như này. Cài vào cái đinh ở ngang tường ấy. Đó. Thì các bạn mua lẻ một vài cái hoặc là mua cả thùng thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn qua hệ thống Viettel thôi. Đây là cái thông tin kênh của mình, kênh chính thống của đồng chí Thao, kênh chim cú gáy hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Số điện thoại là 0335305982. 0989177982.